Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của EDG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đấu phá thương khung phần 5 tầng 129. Trong trận chiến nảy lửa, khi mà kinh khí bùng nổ, Tiêu Viêm nhanh chóng đưa Tưởng Nghiên rời khỏi khu vực nguy hiểm, bay về phía chân trời để quan sát toàn bộ trận đấu. Hắn không khỏi kinh ngạc khi mà chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của cuộc giao tranh giữa hai cường giả đấu tôn. Đất đá bụi bặm tràn ngập khu rừng, từng bước chân của Hùng Chiến đều khiến mặt đất rung chuyển. Hắn cười lớn đầy thích thú khi mà đối đầu với Mộ Cốt lão nhân. Vẻ mặt hiếu chiến rõ ràng hiện lên, thách thức đối thủ tiếp tục trận đấu. Mộ Cốt lão nhân lạnh lùng nhìn Hùng Chiến, kẻ được xem là chỉ mới nửa bước tiến vào đấu tôn, thế nhưng thực tế đã đạt tới cấp bậc này từ lâu. Sức mạnh của Hùng Chiến vượt xa dự đoán của Mộ Cốt lão nhân, khiến hắn cảm thấy khó khăn và buộc phải nghiêm túc hơn trong cuộc chiến. Dù vậy, Mộ Cốt lão nhân không dễ dàng chịu thua, hắn bắt đầu kết ấn nhanh chóng, thi triển chiêu thức U Minh Yêu Hỏa Tý. Một ngọn lửa màu xanh đậm từ cơ thể của hắn bùng phát ra, đổ vào tinh tầng cự trảo, khiến vết nứt ở trên cánh tay khổng lồ dần khép lại. Ngọn lửa bập bùng bao trùm cánh tay như là bàn tay tử thần. Đối mặt với nắm tay khổng lồ đầy hỏa diễm kia, Hùng Chiến cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ bầu trời, thế nhưng mà không hề sợ hãi. Hắn ngửa mặt lên trên trời gầm lớn, thân thể bành trướng, bộ lông đen nhánh phủ kín cả cơ thể. Với cự quyền nắm chặt, Hùng Chiến vận dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân, kết hợp với năng lượng khổng lồ từ dãy núi xung quanh, tạo ra một cú đấm đầy uy lực kinh thiên. Cuối cùng, nắm tay đầy lửa của Mộ Cốt lão nhân và cự quyền của Hùng Chiến va chạm bên trong một khoảng khắc chớp nhoáng. Năng lượng khổng lồ từ cuộc đối đầu này khiến sơn mạch rung chuyển dữ dội, làm các sinh vật ở trong rừng run rẩy. Đây chính là một cuộc chiến đỉnh cao giữa hai cường giả, mà mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh đủ để hủy diệt cả một khu vực rộng lớn. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra với một tiếng nổ vang dội, như là tiếng sấm vang vọng khắp chín tầng trời. Cơn bão năng lượng bùng phát dữ dội, khuếch tán ra khắp bốn phía, làm cả vùng sơn mạch rung chuyển mãnh liệt. Những vết nứt lớn dần dần xuất hiện ở trên mặt đất, kéo dài ra xa như là mạng nhện. Nhiều cao giai ma thú ở trong khu vực khi mà cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của trận chiến, liên hoàng sợ bỏ chạy khỏi sơn mạch, biết rõ cuộc chiến này không phải là thứ mà chúng có thể đối mặt. Sóng năng lượng mạnh mẽ đến mức xóa sạch nửa khu rừng, tạo nên một hố sâu khổng lồ, rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Tiêu Viêm quan sát từ trên cao không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh hủy diệt của cuộc chiến cấp độ đấu tôn. Bụi đất tan biến theo cơn gió để lộ ra Mộ Cốt lão nhân đang lơ lửng ở giữa không trung. Dù vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, ngực quán lại phập phồng, rõ ràng đã tiêu hao không ít sức lực. Tiêu Viêm liền hướng mắt về phía hố sâu, thắc mắc về Hùng Chiến. Đúng lúc này, Tưởng Nghiên chỉ tay vào hố sâu, đôi mắt của nàng lóe lên ánh sáng đặc biệt. Ngay sau đó thì một tiếng gầm vang dội vang lên từ đáy hố, sức mạnh của âm thanh làm rung chuyển cả khu vực. Một cốt lão nhân nhìn về hố sâu, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo chỉ là một loạt tiếng động kinh khủng hơn, làm cả sơn mạch rung rinh dữ dội. Một thân ảnh khổng lồ từ từ nhảy ra khỏi hố sâu, đáp xuống đất với lực tác động lớn đến mức mặt đất rung chuyển không ngừng. Đó chỉ là một con cự hùng cao gần 100 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông đen dày, bộ lông dựng đứng như là những mũi kim, và ở ngực của nó có 8 vết mao văn màu bạc nổi bật. Điều làm Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là chiếc đuôi lớn màu đen dài gần 20 mét phía sau lưng của nó, trông giống như là đuôi rồng đang vẫy qua lại với tiếng xé gió. Đây là Viễn Cổ Long Hùng. Tiêu Viêm thầm thì, ánh mắt dừng lại ở trên mao văn bạc của một chiếc đuôi giống đuôi rồng. Long Hùng chính là một loại ma thú viễn cổ hiếm thấy, mang trong mình huyết mạch của rồng, thực lực vô cùng đáng sợ. Theo ghi chép ở trong cổ thư, Long Hùng còn được gọi là Cửu Văn Ma Long Hùng, và các mao văn ở trên ngực chúng biểu thị sức mạnh. Nếu Long Hùng đạt đến 9 đạo long văn, huyết mạch rồng trong cơ thể sẽ thực sự thức tỉnh, giúp nó trải qua lột xác thành chí tôn Long Hùng. Một sinh vật đủ sức hủy diệt núi non chỉ bằng một cái vung tay. Hùng Chiến với 8 vệt long văn ở trên ngực, chỉ còn một bước nữa là tiến hóa thành chí tôn Long Hùng, một loại ma thú huyền thoại với uy danh vang dội từ thời viễn cổ. Tiêu Viêm cảm thấy khó tin khi mà lại gặp một Long Hùng tại đây. Loại ma thú này đã gần như tuyệt chủng, vậy nên việc đối diện với một con như vậy quả thật là điều ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Tưởng Nghiên lại không mấy coi trọng sức mạnh của Long Hùng, cho rằng nó chỉ nhờ vào huyết mạch rồng mới có được sự cường đại như vậy. Tiêu Viêm khẳng định rằng chỉ riêng việc mang huyết mạch rồng đã là bằng chứng cho thấy Hùng Chiến vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Viêm còn nhớ lại một sự kiện trước kia khi mà đến Trung Châu, suýt chút nữa bị tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng phát hiện ra huyết mạch của Yêu Hoàng trong nạp giới. Tuy nhiên, hắn đã luyện hóa cánh của Thiên Yêu Hoàng thành một phi hành đấu kỹ, nếu bị nhận diện điều này sẽ gây ra rắc rối lớn. Sau khi câu chuyện tạm khép lại, trận chiến phía trước vẫn không dừng. Hùng Chiến sau khi hóa thành bản thể trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, khi tương hùng bạo tỏa ra từ thân hình khổng lồ của nó, làm cả sơn mạch run rẩy. Mắt đỏ rực của nó khóa chặt vào Mộ Cốt lão nhân, và không dò dự, Hùng Chiến tung ra một cú đấm đầy sức mạnh, khiến tiếng gió rít vang lên như trống trận. Dù Mộ Cốt lão nhân đã kịp tạo ra một bức tường bằng không gian để tự vệ, thế nhưng mà cú đấm khủng khiếp của Hùng Chiến vẫn nghiền nát nó thành từng mảnh. Cùng lúc, Hùng Chiến tung ra những chiếc lông đen sắc như là mưa tên, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, Mộ Cốt lão nhân nhanh chóng dùng ngọn lửa màu xanh đậm thiêu rụi toàn bộ những chiếc lông đó. Không chỉ dừng lại, chiếc đuôi khổng lồ của Hùng Chiến bất ngờ vung lên, lao về phía Mộ Cốt lão nhân với tốc độ kinh hoàng. Mộ Cốt lão nhân lập tức triệu hồi một hỏa diễm cự thú khổng lồ để ngăn cản, thế nhưng mà chiếc đuôi của Hùng Chiến dễ dàng xé toạc nó làm đôi. Kinh khí từ cú đập đuôi còn để lại một vết nứt dài trên mặt đất, làm Mộ Cốt lão nhân không khỏi dùng mình trước sức mạnh đáng sợ này. Mộ Cốt lão nhân hiểu rõ nếu đánh toàn lực, Hùng Chiến khó mà thắng được ông.
Tuy nhiên với việc sắp tham gia đàn hội, ông không thể nào liều mình đánh một trận sống còn với Hùng Chiến vào lúc này. Đàn hội chỉ là nơi mộ cốt lão nhân cần phải chiến thắng, hơn nữa ông còn muốn giành lấy tam tiến sĩ biên hòa. Chính vì điều này ông không thể lãng phí sức lực ở trận chiến này, thế nhưng nếu tiếp tục chiến đấu với Hùng Chiến, ông cũng sẽ không thể nào giành chiến thắng một cách dễ dàng. Cục diện này khiến mộ cốt lão nhân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng thì sau khi suy nghĩ kỹ càng, mộ cốt lão nhân quyết định rút lui. Trước khi rời đi, ông quay lại nhìn Tiêu Viêm để lại một lời đe dọa. Tiêu Viêm lần này người may mắn, đợi sau khi đàn hội kết thúc, bổn tôn nhất định sẽ tự tay giải quyết người. Tiêu Viêm lạnh lùng đáp lại, phụng bồi tới cùng. Hắn biết rằng nếu sau này có được tam thiên diễm biên hỏa vào luyện hóa thành công, mộ cốt lão nhân sẽ không còn là mối đe dọa đáng ngại. Cuối cùng mộ cốt lão nhân biến mất vào không gian, thế nhưng mà lời cảnh cáo lạnh lẽo của hắn vẫn vang vọng lại. Tiêu Viêm giữ cái mạng nhỏ của người lại cho bổn tôn. Tiêu Viêm nhìn theo đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đầy toan tính, chuẩn bị cho những trận chiến khốc liệt sắp tới. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi sự đe dọa của mộ cốt lão nhân, nhưng mà hắn biết rằng lần gặp tiếp theo chắc chắn sẽ là một cuộc chiến sống còn. Trên mặt đất, Hùng Chiến sau khi thấy mộ cốt lão nhân rời đi, biến lại thành hình người từ trạng thái khổng lồ của mình. Tiêu Viêm bay xuống ôm Tử Nghiên và cảm ơn Hùng Chiến vì đã ra tay giúp đỡ. Tử Nghiên nhanh chóng nhắc nhở rằng Tiêu Viêm là một bát phẩm luyện dược sư, một cấp bậc hiếm hoi có thể giúp luyện chế các loại đan dược cần thiết cho cường giả như là Hùng Chiến. Điều này khiến Hùng Chiến phải thay đổi thái độ, từ khinh thường trở thành kính trọng hơn đối với Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm khiêm tốn cho biết mình vẫn chỉ là thất phẩm cao cấp, thế nhưng với sự thẳng thắn và tài năng của Tiêu Viêm, Hùng Chiến dần cảm thấy có thiện cảm. Tiêu Viêm cũng hứa rằng nếu đạt đến bát phẩm luyện dược sư, anh sẵn sàng giúp đỡ Hùng Chiến nếu cần. Sau đó, Tử Nghiên đề xuất dẫn Tiêu Viêm đi tìm những vật phẩm nhiệm vụ cần thiết cho đàn hội. Vì Hùng Chiến có rất nhiều thứ trong kho, Hùng Chiến đành thở dài khi mà thấy Tử Nghiên lôi kéo Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm và Tử Nghiên đi đến thạch điện lớn ở trên đỉnh núi, nơi có hai con ma thú thất cấp trông rất là hung hãn nhưng lại sợ hãi trước Tử Nghiên. Điều này làm Tiêu Viêm nhận ra rằng lai lịch của cô nàng rất là đặc biệt. Sau khi đi vào quảng trường bên trong đại điện, Tiêu Viêm bị choáng ngợp trước đống dược liệu quý giá được sắp xếp ngay ngắn ở đó. Những loại dược liệu như là đằng long hoa tâm, xích viêm quả và liều diễm linh tiên đều là rất hiếm có ở bên ngoài, thế nhưng ở đây lại bày ra như là những món hàng tầm thường. Tiêu Viêm cười khổ khi mà nhận ra rằng toàn bộ dược liệu quý giá trong vạn dược sơn mạch đã được mang về đây, và Tử Nghiên cũng hì hì cười cho phép Tiêu Viêm tự do chọn lựa hoặc là lấy hết, vì Hùng Chiến sắp rời đi, để lại những thứ này chỉ khiến chúng rơi vào tay kẻ khác. Tử Nghiên vừa dứt lời, Hùng Chiến vừa đi vào liền lảo đảo một cái, khóe miệng giật giật. Tử Nghiên nói mặc dù là đúng, dù gì cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, thế nhưng cho dù nghĩ như vậy hắn vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ở bên nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.